sinh cho các bạn nếu bạn là Sam Phan Đức Thực. Bạn đã biết cách làm mới cho chiếc điện thoại của mình chưa? Video này mình sẽ hướng dẫn cách chỉnh màu màn hình trên chiếc điện thoại của bạn. Và một cách nữa đó chính là thay đổi biểu tượng phím điều hướng trên Samsung. Và chúng ta bắt đầu video thôi. Để thay đổi được màu hình nền trên điện thoại của bạn thì chúng ta có hai cách. Cách đầu tiên đó chính là thay đổi hình nền, sau đó bạn sẽ được chuyển thẳng đến phần chỉnh bảng màu. Và cách thứ hai đó chính là thay đổi trong phần cài đặt. Vào cài đặt, sau đó chọn hình nền và phong cách. Tiếp đến là bảng màu, sau đó chọn bảng màu và áp dụng thôi. Và video này chúng ta hãy tìm hiểu về cách thứ nhất nhé. Các bạn vào bộ sưu tập, chọn tấm ảnh nào mà mình thích, sau đó nhấp vào chấm 3 chấm, sau đó hãy chọn đặt là hình nền. Có thể chọn là màn hình khóa hoặc là màn hình chờ tùy theo sở thích. Tiếp đến bạn nhấp vào chỗ đặt trên màn hình khóa và màn hình chờ. Nó sẽ hiện lên các bảng màu tương tự màn hình mà bạn mong muốn nha. Bạn có thể tùy chọn theo sở thích của cá nhân hoặc là chỉnh sửa theo sở thích của cá nhân của mình. Và bấm áp dụng là xong. Còn đối với thay đổi biểu tượng bàn phím trên Samsung thì chúng ta cũng có các bước tương tự. Đầu tiên thì các bạn vào CH Play để tìm và tải về cho mình ứng dụng là Firefox, hoặc bạn cũng có thể ấn vào đường link bên dưới để truy cập nhanh vào trang tải app. Sau khi đã tải và cài đặt thành công ứng dụng rồi thì bạn hãy mở ứng dụng lên và tìm chọn vào mục Nastar. Sẽ có một thông báo nhỏ sẽ được hiện lên cho rằng tính năng này chưa được tải và nó sẽ hiện lên một nút màu đen là truy cập vào trang tính Firefox. Bấm vào đó để đến với trang và sau đó tải tính năng này. Đến với bước 3 thì quá trình tải được hoàn tất và bạn sẽ thấy một thông báo cài đặt ứng dụng. Hãy bấm vào phần cài đặt rồi chờ một lát là xong. Sau khi cài xong thì quay lại ứng dụng Firefox thì bạn sẽ thấy nó nằm ở mục Unit. Bấm vào đó để bắt đầu sử dụng. Và tiếp đến đó chính là bước 4, ở màn hình tiếp theo thì bạn hãy ấn vào nút Start để bắt đầu sử dụng. Nhưng để sử dụng một cách hoàn chỉnh thì bạn cần phải đồng ý với những truy cập của ứng dụng. Nhưng mà sẽ có một lưu ý đặc biệt dành cho các bạn, đó chính là bạn phải để thanh điều hướng của bạn ở dạng các phím bấm mới được. Và đến với bước 5 cũng là bước cuối cùng, bạn chỉ cần ấn và chọn vào bất kỳ biểu tượng nào mà bạn thích là được rồi. Hãy áp dụng và nói cho mình biết trải nghiệm của bạn nhé. Và liệu rằng những thứ ăn trên có giúp cho chiếc điện thoại của bạn trở nên mới mẻ, hay ho cũng như là độc lạ hơn hay không? Và nếu bạn có thắc mắc gì thì hãy comment phía dưới ở phía bằng bình luận. Tụi mình sẽ giải đáp cũng như là cho bạn những câu trả lời sớm nhất. Còn video này đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này.